và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với sân bóng đá phạm minh giang để cùng theo dõi trận đấu giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay của đối đầu giữa hai câu lạc bộ sẽ là quang và trường gia fc <laughs> quý trẻ chiếc đêm và chiếc điểm đưa bóng đi quá thiếu chuẩn sắc phòng ở bóng hay đưa bóng vào Nhìn điểm không vào Nỗ lực chạm bóng chưa thành công của Thắng Trọc Bây giờ thì quả đá bình nó sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ bên phía FC Trường Giang Quả trả bóng Bóng chưa đến được vị trí của Ronald Tuấn Dứt điểm không vào Phải Và dứt điểm là không thành công Giang đen Đường chuyền hay Và có không on Nỗ lực chiến điểm là chưa thành công Không có được đường chuyền dành cho vị trí của Ronaldo Mặc dù ngày hôm nay Ronaldo đã quyết định đổi mái tóc sang phong cách của Phan Đình Tùng Khá nhiều cơ hội tấn công chất lượng đã được tạo ra cho cả thủ đôi bên Thế nhưng vẫn chưa được tận dụng tốt để mang về được bàn thắng ở thời điểm lúc này Bây giờ sẽ là cú sút xa không vào. Cũng ra chân dứt điểm vừa rồi là đây sự uy lực của vị trí đó là số 6 hai bánh và sau đó thì tiếng còi trọng tài đã vang lên trước khi mà cầu thủ bên Việt Bóng áo đen thực hiện cú dứt điểm của mình. Tình huống đột phá của các đội bình Việt đội áo đen đường chuyền. Hải bánh phát triển tấn công đưa lên phía trên nỗ lực phản công cho bên phía đội bóng xa Dứt điểm. cao bao một pha truyền ngang quá nguy hiểm rất may là tượng nọ ở trong pha bóng vừa rồi đã có một sức rướng tốt hơn để giữ vững được quyền kiểm soát bóng cho bên phía đội bóng đen và dạng đen cơ tạo ra cơ hội cho người đồng đội hậu bẹo cơ hội đầu pha tấn công lúc này đang thuộc về đội bóng ấy sẽ là quang Qua người rất khéo rồi dứt điểm gây không vào gã cao phải phát triển tấn công dành cho giang đen ba đấu ba giang đen xuống sân tưởng lọ là người đảng càng thiệp tốt ở trong pha bóng vừa rồi đáng dũng càng ngang dành cho giang đen chân trái khâu vòng pha bóng là bập khâu vòng hai tình huống càng phá liên tiếp rất chất lượng của thủ môn nguyên điểm Quảng trống nghĩa cao bạc, không vào Quý trẻ phản công cho đội bóng ngạo xanh Cơ hội Vẫn chưa có bàn thắng Một tình huống cố gắng phát triển bóng dài lên phía trên cho Đô La Tuấn Cú đánh gót dành cho Giang Đen Giang Đen Không vào Cơ hội dứt đều ngay không vào vào xoay sở của thắng trọc bây giờ là tình huống xử lý rất khéo của châu tình trì để phát triển tấn công đã đâu không vào một tình huống tưởng chừng như rằng là cơ hội cho các thủ binh việt nam Bơ sẽ là quan thế nhưng sự xuất sắc của thủ môn cơ hội phát triển tấn công với khoảng không gian rất trống và thoảng dành cho giang đen tình huống đua nước rút của số 83 mươi giang đen xoay sở rất khéo qua được một tòa áo sạch rồi nghe cả bé không vào cơ hội tiếp theo bóng ra bập không vào ngã cả bé không vào cơ hội cho cuốn cửa lòng ở tình huống dứt điểm kỹ thuật vừa rồi bây giờ sẽ là tương lọ dứt điểm từ xa không vào Đô La Cơ hội của các đội bên phía đội bò đen Cơ hội cho pha tấn công của đội bóng FC là Quang Quang ơi dứt đều không vào Khi mà các thủ môn đều đang cho thấy được sự xuất sắc Và chắc chắn cho những tình đúng cản phá của mình Có. vẫn đang là những áp lực và các cầu tấn công của đội bóng trường giáo FC. giang đen giang đen quá tươi lợi thế cho bên phía các thủ fc lạc quang đặc biệt là quý trẻ vẫn là quý trẻ không vào một pha bóng mà cầu thủ bên phía đội bóng em lạc quang đã cố gắng để có một pha xử lý cá nhân một sự cố gắng để tạo ra nghĩa cả về quyết định xuống sân dạng đen cơ hội cho Giang đen Thế nhưng đã bị bắt bài rồi, bây giờ là bốn đánh một cho các đội bên phía đội bóng sẽ là Quang và sẽ tận dụng không, không vào Quá vội vàng Sự cố gắng cho nó lưng xoay sở đột phá qua người của con báo số 4 Thao MP3, không vào Tiếp tục là số 4, Nhất đều vẫn không vào Rất nhiều những cơ hội và đều là những tình huống có thể nói là cơ hội cực kỳ rõ ràng cho đặc biệt là cầu thủ hậu MP3 Mặc dù vậy thì thủ môn Nguyên Đêm vẫn thi đấu xuất sắc ở trong khung gỗ của đội bò xanh. Giang đen Cơ hội được bỏ ra Chưa thể có được một những điểm tốt dành cho hậu béo Một tình huống xử lý bóng đầy nỗ lực và cố gắng của trào tình Trì. cơ hội được bỏ rằng Rồi có thể trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng FC Lạc Quang và Trường Gia FC sẽ khép lại với kết quả là hòa 0-0. Khi mà những cơ hội tấn công và dứt điểm đến từ cả hai đội bóng cho khoảng thời gian thi đấu vừa qua lúc này đã chính thức khép lại tại đây với kết quả là không đều cho những phút thi đấu chính thức.